Xin kính chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh của Shop Kiên Trung Audio. Shop Kiên Trung Audio có địa chỉ tại ngõ 562 phố Thị Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Và các bác nào đang xem kênh của Shop Kiên Trung mà chưa đăng ký kênh, các bác vui lòng nhấn nút đăng ký kênh và cho Kiên Trung một nút like để các cái video và test và báo giá sản phẩm như thế này đến được với nhiều các bác chơi audio trên toàn quốc. Shop Kiên Trung xin chân thành cảm ơn tất cả các bác. Và trong cái video của ngày hôm nay, shop em lại muốn giới thiệu với tất cả các bác một cái cặp loa đến từ nước Mỹ. Cặp loa có model là của hãng Infinity, có model là Infinity Studio Monitor 150. Cặp loa này sở hữu 4 đường tiếng trên một thân thùng, một bass 40 cm và một con trung trầm, một con trung cao và một con chép. Loa thì cao 1 mét, rộng là 52 cm và sâu là 32. Loa thì về trong tình trạng thì zin nguyên bản và rất đẹp. Một bát 40, màng giấy tổng hợp, gân mút đã được thay, hai con trung, một trung trầm, trung cao, trung giấy luôn và tép đo. Cặp loa này thì nó đặc biệt của cặp loa này là mặt cây đít cây, mặt đằng trước cũng dán xi lạng và hậu đằng sau cũng dán xi lạng. Cặp loa này thì có công suất khoảng 200W một chiếc, lỗ thở rất lớn ở phía sau. Loa thì zin nguyên bản, góc cạnh đẹp, đầy đủ căng lưới và tem mát. Shop Kiên Trung cũng xin thông báo luôn, đây là một cái cặp loa đến từ nước Mỹ nên tiếng bass nó rất là tốt luôn, nhưng mà giá thành thì lại cực kỳ hợp lý trong thời điểm này. Shop Kiên Trung để cho các bác cặp loa này, giao lưu với các bác cặp loa này với cái giá chỉ 14 triệu đồng, 14 triệu đồng cho một cặp loa Mỹ bass 40, 4 loa trên một thân tùng, nghe nhạc, hát karaoke cực hay luôn. Chỉ 14 triệu đồng các bác nhá, 14 triệu đồng. Loa thì xúc luôn bao zin, bao xịn. Hàng thì chưa spa mông má, chỉ mỗi thay gân thôi. Nguyên bản từ rốn loa luôn, vẫn còn cái logo, nó còn in trên cái rốn loa này. Thường thì những cái dòng loa này về thì các cái logo này nó sẽ mủn theo thời gian và sẽ bong ra. Nhưng cặp loa này vẫn còn, nó chỉ hơi mờ đi một chút thôi. Loa thì rất đẹp luôn. 14 triệu đồng một cặp loa Mỹ bass 40 thì thực sự là quá rẻ, quá hay. Và các bác vừa nghe nhạc vừa hát karaoke vào cặp này thì cực kỳ là hợp lý luôn. Nó chưa bằng một cặp Boss 301 Series 3. Em quay chi tiết góc cạnh. Cực kỳ là đẹp luôn. Giá trên 14 triệu là chưa bao gồm phí vận chuyển. Bác nào quan tâm đến sản phẩm cặp loa này thì hãy kết bạn inbox theo số điện thoại Zalo 0968366369. Shop em sẽ chụp ảnh chi tiết để gửi cho các bác. Các bác nào khu vực Hà Nội thì qua shop em tại ngõ 562 phố Thị Khuê, số nhà 24 để test và ngắm sản phẩm. Các bác nào ở xa thì kết bạn Zalo theo số điện thoại em vừa thông báo. Chỉ 14 triệu đồng cho một cặp loa Mỹ Infinity Bass 40 dòng kiểm âm Studio Monitor 150. Video của ngày hôm nay shop em xin được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn các bác đã chú ý theo dõi. Một lần nữa thì các bác nào đang xem kênh của Shop Kiên Trung mà chưa kịp đăng ký kênh thì các bác vui lòng nhấn nút ủng hộ Kiên Trung và cho Kiên Trung một nút like. Shop Kiên Trung xin chân thành cảm ơn tất cả các bác. Xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo. We'll be right back.